cái đồi communication here. À, họ giăng cái lưới này đang giăng bầy cừu nó khỏi nó ra. Electric fence đó. Các bạn coi cái đồi này nó dốc lắm, mình đâu có chạy máy cắt cỏ được. Cho mấy con này uống nè. Vì nó tập trung rồi nè. Cái đường này là cái đường đi tập thể dục nè. Mình đi men theo đó là mình sẽ gặp bầy cừu nha. Communication Hill nè. Hôm nay đi tình cờ thấy được có bầy cừu. Hình như năm nào nó cũng mới đó, đó, nhưng mà nó không được hợp được lâu, nó chừng tuần hai tuần vậy nè. À, no stop đến có ngày không ta? 9 giờ 6 giờ mà sao người ta cũng đậu ha. Hôm nay đi tập thể dục. Đồi này đẹp. Ngắm luôn. Stopping from here to here. Oh, quá chừng luôn nè. Tối, 9 giờ tối, 6 giờ sáng, tức là nó lâu quá. Tức là giờ đầu được rồi. Ờ, đúng rồi, 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ờ, vậy đậu đây được rồi. Đó, họ giăng cái lưới này, đang giăng bầy cừu nó khỏi nó ra, nó ăn cỏ thôi. Hay quá. Đúng chứ. Mình đứng ngay chỗ này rất là đẹp nha. Ngó xuống được freeway nè, freeway 87. Thì thấy cái chỗ này á, năm nào họ cũng mướn cái bầy cừu đang ăn mấy cái cỏ khô nè, đừng nó đừng có cháy. Chứ cái chỗ này nó ưa cháy á, nó cháy cái đồi này nè, nắng quá nó cháy. Thì cái này á là thường nó cho ăn chừng khoảng 1 tuần mình nghĩ vậy á. Nó cho ăn chừng khoảng 1 tuần là xong á. Nên bạn nào á ở khu vực San Jose nào muốn đi tập thể dục, vừa coi cảnh đẹp mà vừa coi bầy cừu nữa, giống như sở thú vậy đó, mình tranh thủ đi nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 5. Bạn coi cái đồi bên kia nó hơi đen đen á, là gấp mấy bữa trước nó bị cháy quá. Dễ thương quá, nhiều quá. Mình mướn một cái đàn nó dày á, hình như lúc trước mình cứ coi, mình hiểu như mướn một cái đàn này cũng phải 1-2 ngàn á, phải 2 ngàn á, cho bao lâu á. Hình như là có lúc là nó mướn cừu, có lúc nó mướn dê phải không? Có dê không? Dễ thương quá. Đi bộ xuống dưới. Béo dữ ha, mập ú ù à. Mập không? Đây là đồi Communication Hill của thành phố San Jose ha, sau San Jose. Thì cái đồi này năm nào á, họ cũng tổ chức cho cừu ăn. Tại vì cái đồi này nó dốc á, nếu mà mình sử dụng máy cắt cỏ chắc không được. Tại vì dốc quá, cái xe máy cắt cỏ nó chạy không được, nên là mình mướn bầy cừu ăn là tốt nhất. Cỏ nó khô hết rồi nè. Bữa nào mà nó nắng quá là nó hơi bị cháy. Thì đồi này nó cũng cháy thường xuyên lắm á. Giờ mình sẽ đi bộ xuống dưới ha. Đó, bạn thấy có cái đường đi bộ, cái đường đó là cho xe đạp với người đi bộ thôi, xe hơi không chạy xuống được ha, chỗ cái chiếc xe đạp đang chạy nè. Để mình lại quay gần. Đó, bây giờ mình sẽ đi bộ xuống dưới cái chỗ xe đạp chạy nha. Cái này có điện không vậy mày? Không. Nó có tờ giấy kìa,
nó ghi don't touch cái gì nè, không biết cái electric fence đó. Cái hàng rào này có điện nha, mà mình không biết là điện mạnh hay không, đặng cho mấy cái con này nó đừng có đi ra đó. Nhưng mà mình nghĩ này bị tắt ha, này dốc quá vậy, dốc không dốc. Vậy thôi tao đi đằng kia nha, nha tao đi dốc sợ thôi, đi mình đi đường vòng, đi đường vòng ở đây đi, mình đi đường vòng xuống. Dốc quá, mà mình đang đi dép mình sợ nó bị trượt. Không có định đi tập thể dục, nếu mà mình đi tập thể dục thì mình mang giày, còn mình mang dép đi xuống cái đồi dốc quá sợ bị té. Thấy cái đồi đẹp ha, đồi này đi tập thể dục hoài mà vẫn thấy đẹp. Cái này buổi chiều á, buổi chiều mặt trời sắp lặn á, đẹp dữ lắm luôn. Cái này buổi chiều người ta ơi dắt mấy đứa nít á đi tập thể dục. Cái đường này là xe hơi không có chạy được, cái đường này người đi bộ với xe đạp thôi. Mấy đường nít nó thấy mấy cái con cù này là thích dữ lắm luôn. Các bạn coi cái đồi này nó dốc lắm, mình đâu có chạy máy cắt cỏ được, nên phải mướn mấy cái đàn cù được ăn. Mà thấy này nó ăn gần hết rồi hả, hình như bên đây ăn rồi nè. Ăn rồi. Nó ăn xong á là nó chừa lại mấy cái cọng nè, hình như cái cọng này nó cứng, nó ăn không được. Còn mấy cái cỏ mà mấy cái cỏ vàng vàng á là nó ăn hết rồi nè, những cái đồi này nó ăn hết rồi, nó chừa lại cái cọng rồi. Nên cái này mình nghĩ chắc chừng 1-2 ngày nữa là nó ăn xong nha. Các bạn nào có muốn đi tham quan thì tranh thủ đi tham quan sớm ha. Hôm nay là thứ bảy ngày 14 tháng 5 nè. Mình nghĩ nó ăn chừng khoảng 1-2 ngày nữa là hết rồi, ăn lẹ lắm. Nó ăn liên tục nè, ăn liên tục. Nó ăn nó chừa lại mấy cái cọng, nó chỉ ăn cái màu vàng hay cái cỏ vàng mỏng thôi. Hey baby. So cute ha. Mấy cái cọng nó ăn nó chừa lại mấy cái cọng to, nên mình nhìn ở phía bên đây nè, mình thấy này nó ăn xong hết rồi nè. Cái gì nè, cái này là hàng rào điện nè, không đừng có đụng ha, nó giữ nó ngăn cho mấy cái con này nó đừng có ra khỏi cái khu vực này. Cái này nó cũng cạo lông bớt rồi nè, thấy nó lông ít rồi à, thấy lông ít hả, còn cạo sạch luôn rồi đó. Trên lỗ tai nó có số nè, tai nó có số nên nó theo dõi ha. Còn nó ăn xiên lắm, ăn liên tục luôn à, không có nghỉ. Nên này là mình nghỉ chừng 1-2 ngày nữa là nó ăn xong rồi, lẹ lắm. Mấy ngôi nhà trên đồi này nó xuống thung lũng đẹp ha. Các bạn coi cái cọng, nó ăn nó chừa cái cọng ha. Chắc cái cọng nó cứng á, nó không ăn cái cọng được. Cái cọng dày là nó chừa lại. Không có sợ đâu. Một đàn vậy chắc
ngàn con á, một hai ngàn con á, chở nguyên cái đàn này lại ăn cũng khó khăn ha, mình nghĩ vậy. Mình nhớ là mình có coi thông tin á, là như mướn một cái đàn lại là ăn cái đồi cỏ á, là cũng phải là hình như là khoảng 2.000 á, nên mình không nhớ rõ lắm nha, mà mình phải mướn á. Đẹp quá. Cái bầy này chắc 1-2.000 con á, ăn nguyên cái đồi này mà. Chừng khoảng 1-2 ngày là sẽ xong cái khu vực chỗ này. Cái phía bên đây là chưa ăn. Sau khi nó ăn xong cái phía bên kia, họ sẽ lùa nó qua phía bên này ăn ha. Đó, cỏ nè, cỏ vàng bên đây chưa ăn. Cái đường đi tập thể dục này nó cũng không có xa lắm đâu. Thì chắc chừng khoảng 1 mai hả? Mà rất là đẹp. Gió mát quá. Không lạnh ha, gió rất là mát luôn á. Nít á, dắt lên đây chơi thích lắm. Chủ nông trại nè, thì họ có số điện thoại nè. Nhiều khi mình muốn cần đàn cừu ăn cỏ giùm mình hay gì á, mình gọi họ. Chứ ví dụ như địa hình bằng phẳng thì mình cắt cỏ được, mà nó dốc về mình đâu chạy máy cắt cỏ được. Này, ấy này, cái này nó rào lại nè. Rồi nó lấy ra. Ủa cái này xong rồi hả? À, cái này xong rồi nó lấy ra. Nói khu bên đây ăn xong rồi nó lấy thằng rào ra, nó sẽ rào qua khu mới. Chắc rào kia ha, đợi đám này nó ăn xong phía bên đây rào tiếp. Nó ăn xong rồi họ đi thu mấy cái lưới lại. Lưới này có điện. Bọn này con chó này không ta? Giống chó giống con bư của khoa bắc của mộng cái phải không? Ở đây làm nông trại là ngon. Nông dân là giàu không à? Có cái đàn cừu này nên cho đi thuê cũng tiền không á. Giờ trời còn nắng á, nên ít người đi bộ này, buổi chiều mát á, nhiều người đi bộ lắm. Bạn nào chạy lên Communication Hill nè, mình đọc dọc theo cái lề đường này
thì cái lề đường này á, là nó không cho mình đậu từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng thôi. Chiều mát mát thì mình sẽ đi qua đây tập thể dục. Chỗ này nhà mình chạy qua đây 5 phút rồi. Open house. Quẹo đi cái đường dọc theo cái bờ vực này nè, đẹp lắm. Sao nó dồn lên chỗ vậy? Các chỗ đó có nhiều uống nước, uống nước. À, chỗ đó máng nước hả? Ờ à, đúng rồi, nó để máng nước cho mấy con này uống nè. Vì nó tập trung rồi nè. Cái cổng này của nó ghi Communication Hill này. Không biết đứng cái góc này có thấy không ha. Cổng chính đi vô cái đồi nè. Vô cái đồi này là có hai đường đi. Cái đường ở đây là cổng chính, nên có cái cổng nè, thấy như cổng thành vậy á.